bye bye. Bye bye bạn ơi. Chị cố gắng làm cho tốt cho cô dạy nha. Rồi bye bye. Chú một nha. Đi. Thôi để cho chú vô tới đây rồi chú quay đầu luôn đi cho nè. Quay đó, nhìn con làm điện thoại con. Nhìn con làm. Xin chào ông bà cô chú nha. Trời ơi, bữa nay con mắt gắn kìa. Sáng kim cương một sòn gì gắn quá trời luôn kìa. Bây giờ thì mẹ với Chay đi qua bên chỗ MCV á. Cái chỗ mà mấy bạn ưa quay chương trình Thổi Ở Tâm Nhà nè. Rồi chương trình Bản Muốn Ăn Hò nè. Rất là nhiều chương trình của TV với là YouTube. Hả Chay hả? Thì hôm nay là mấy cô mời Chay đi quay chương trình cái gì ta, lớp học vui nhộn. Lớp học vui nhộn, nghe cái tên là thấy vui rồi. Hả? Nhiều thua. Năm ngoái á, là Chay về Chay làm một cái show là cái gì đó, con khi con lớn khôn vậy đó mà Chay rất là thích, nên năm nay Chay về á. Thì á hả, mấy cô mời Chay. Có gì đâu hồi hộp. Hả? Rồi cái để con coi vô. Bữa nay đem theo 4-5 bộ đồ. Mẹ nắng quá. Còn lại con cũng kéo các bạn đó lại đi. Bữa nay đi là đem theo, là mấy cô dặn là đem theo 4-5 bộ đồ. Nên là Chay hôm nay là Chay lớp học vui nhộn thì Chay phải học cho thiệt giỏi mà chơi cho thiệt vui nha. Nha. Để cho ông bà cô chú có video coi ha. Ok. Mà giữa cái lớp đó là nhớ nói tiếng Việt không nha. Cái lớp đó là không có nói tiếng Anh á. Và cái nhớ cô dặn không? Có cái màn mở màn nào hay hay á. Khi mà mình bước ra cái màn là mở màn hay hay là con phải làm cái mở màn đó hết nha. Mở màn là the beginning of a show á. When you first come out, do something really impressive. Cái nào cũng được ở trên biển mà nó độc đáo, mấy cô dặn vậy ha. Thời chừng nào mà cái tập mình nó phát sóng lên thì mẹ rồi mẹ báo giùm bà cô chú lên coi ha. No mom, when I'm gonna go to sit down and do the split. Cái tùy con thích làm gì làm. Oh, mom, that's a deal, is that okay? Is that's good. Mẹ đâu có biết lớp học nó làm sao đâu. So I'm gonna walk in, and then when I'm sitting down, I'm gonna do a split. Quá trời luôn, mắt quá đẹp luôn. Mắt có cái đuôi lên nữa. Ai chỉ cho làm mấy cái đó vậy? Đây ông bà cô chú ơi, sau khi mà chạy một vòng từ hết Quyên Ngang Sài Gòn từ dốc qua tới quận 7 đó, mình đã tới cái tòa nhà MCV rồi cả nhà. Nhớ không? Nhớ tòa nhà này không? Mẹ đang kêu, mẹ đang nói mấy cô ra đón mình á. Hoa xa ghê luôn á, quá xa luôn. Xa không? Té. Hên là bữa nay là cuối tuần á, nên là đi nhanh chứ còn không thường thường đi cái tiếng rưỡi mới tới bằng từ đây đi xuống nhà nội luôn. Các con biết người sở là ai không? Các con biết người sở là ai không? Rồi xong rồi. Làm cái tiếp thôi cô. Quyết đi. Đó. Bánh mì không? Cô hôm nay cô làm tóc mà cô làm còn làm cái nơ luôn nè. Trời ơi, hay giờ ta tắt bím mà làm cái nơ nữa. Mua Ngọc order bánh mì ăn cả nhà. Bánh mì Huỳnh Hoa nè cả nhà. Một bánh mì rất là nổi tiếng. Mua bánh mì ăn cho nó gọn. Điều đầu tiên cầm bánh mì trên tay thì bánh mì rất là nặng, cỡ nửa ký. Có ăn luôn. Hả? Bánh mì siêu nặng luôn á. Của con nặng không? Nặng. Đẹp quá, sầm tóc đẹp quá.
trong món mì này quá trời chà bông luôn nè, chả nè, thịt nè, rất là nhiều luôn. Ăn từ từ thôi nha, chừng trôi son á. Rồi đứng lên con, đứng lên. Giờ kéo lại đúng chưa? Tí có bị đau không con? Có bị đau không? Có nhọt không? Có nhọt không? Gắn micro vô nha. Sáng giờ ăn 180 món rồi, chưa quay xong đó bà cô chú, giờ ăn quăng tới trái cây vậy nè. Ngồi đợi chán quá, ăn mua ăn liên tục. Cái xoài này công nhận rất là ngon luôn, rất là giòn. Chua. Em bên nó ăn kẹo nè. Chơi đi. Ba. Em quay xong rồi, Diễn Viên quay xong ông bà cô chú rồi. Diễn Viên quay được 2 tập, không mốt chừng nào lên báo cho ông bà cô chú lên coi nha. Yeah, Diễn Viên quay xong rồi. Nước Diễn Viên cha lên nhà là làm bạn. Bailey với Vincent đi bên quà. Con cũng muốn đi nữa. Nhưng mà Bailey với Vincent giờ về rồi. Mẹ cũng muốn đi bơi. Ừ, mình đi về đây từ bữa giờ không được đi bơi ha con ha. Hai mượn sáng này đi quay hình chi. Mẹ cũng muốn đi bơi nè. Từng sau đi mẹ cho đi bơi. Không. Anh em không. Đi giờ đâu đi bơi. Hello everybody, xin chào gang bang. Bây giờ thì mình ăn phở. Nay bây giờ thì mình ghé tiệm phở mà chồng ngồi anh thích nhất nha, phở quà nha. Nhờ kêu đi. Bánh quẩy. Nè, bánh quẩy nè, ngay trước mặt luôn. Ở đây là bánh quẩy là ngay trước mặt luôn, khỏi cần kêu, khỏi cần Uber, Uber biết gì hết trơn. What are you eating? Anh ăn hỏi gì? Thái. Thái luôn hả? Bữa giờ thật sự nói chung là Ngọc rất là ngán phở. Ngán dữ á. Mà không lẽ giờ vô đây mà không ăn. Chứ ngán nè. Hồi bữa giờ ăn phở hơi nhiều luôn á Nhật. Ăn phở nhiều lắm luôn á. Ngày nào ăn phở. Ừ. Đó phở quà nè. Đó phở quà Buster này là quà đường bà Buster này là cứ rất là thích phở này nè chồng Ngọc á. Dạ không hành đây chú. Rồi đó phở không hành nè cả nhà. Giống như phở ăn chay ăn vậy đó. Is this the raw beef or the same as yours? Yeah, raw one. It looks like the paste. Oh my god, this is so good. Oh, this is my favorite. Oh my god, this is so good. Wanna buy one home? No. Even the soup is good. Nó ngon quá rồi. Oh my god rồi. Oh my god rồi. Không, cái ăn mua về nhà là không có ngon. Phở Thái hả? Thái luôn. Đúng rồi, thấy là nói là ăn ở tại chỗ mấy mới ngon. Không lẽ ngày nào ông chạy ra đem Nhật. It's too far away. Yeah, that's why every once in a while is okay. Excuse me, can I get Coca-Cola? Coca-Cola. Anh Nhật uống nước gì kìa? Phở. Ủa để đâu là Nhật nào? I've been waiting.
3 years for that. Vậy hả? 3 years. Đợi chờ 2-3 năm rồi đó mới được ăn lại tô phở dữ dằn chưa? Chào quảng cáo kiểu này phở này đắt nữa. Nói chứ cái phở này hả, nổi tiếng lâu lắm mà Nhật ha. Phở này khỏi cần mình quảng cáo luôn, nó nổi tiếng dữ rồi. Nói cho vui vậy thôi. Không cần bia. Yeah, it's too really hot. Đúng rồi. Nước súp ở đây được cái nóng. Shower is good here too. Coca-Cola nè. Bắt đầu từ ngày mai là ngừng uống Coca-Cola 1 tháng. Yeah, last Coca-Cola of the month. Of the year. Mom. Coca-Cola nè, uống xong là ngừng 1 tháng không uống nữa đó. Mà chị Quỳnh nói hay lắm nha. Nói không, nói ngừng là ngừng đó, là ngừng đúng tháng á. Hay. Ừ. Đúng tháng thôi. Cho nó hồi phục lại đấy. Ừ, có còn không? Đi uống bia mà nghỉ lâu lâu, nghỉ ngày nha. So after this, I need him to take me to a place that I can get a yoga mat and some weights. Because tomorrow I'm also planning on just working out. It's good. Thì Quỳnh mới vừa cảm ơn Ngọc. Cảm ơn Ngọc là bữa nay là đi hôm nay chở đi tới đây ăn nữa. Ngọc nói cảm ơn anh Nhật chở chứ Ngọc có chở đâu, cảm ơn. Rồi bây giờ là đi vô tập em bé. Rước mẹ về luôn. Giờ chiều ông bà cô chú rồi. Qua ông bà cô chú đó thấy nguyên ngày nay của Ngọc không? Rồi là đu đơ luôn. Đã, 6 giờ Ngọc dậy. Chuẩn bị 7 giờ đi qua quận 7. Ngồi cả ngày tới 4-5 giờ chiều. Thì vòng quanh thế giới muốn hết cái Sài Gòn luôn. Giờ bắt đầu về một cái ngã lưng cái rồi nó đã lắm. Diễn viên của lớp học vui nhộn. Ngồi chơi không mà. Ê, nó nghe không? Wash your hand and sanitize your hand. Đây nè. Không, cho nó rửa tay trước mặt, rửa tay trước đã, rồi mới sanitize sao. Ôi trời, đi từ sáng giờ em đứa đơ luôn. Đi thở oxy luôn rồi. Mới ngủ rồi vậy? Mới ngủ rồi. Trời ơi, ngủ đã nè, hôm nay sao bữa nay là quay mặt qua kia kìa. À, trời đất ơi, cái mặt mà đồ đây có phải re không? Khỏi cần đắp biết gì hết trơn. Thôi bận đồ bộ luôn rồi mẹ không? Mặc bộ đồ này là khỏi cần mà. Tỷ này quá chưa? Rồi đi ra sanitize hand. Tỷ này thích nằm nghiêng. No. Try your hand first. Where's the dry? Đừng có tay hứng đi bà mẹ. Mẹ lấy khăn giấy, cho nó chùi chùi cái tay nó. Ừ, mấy khăn hết tụi. Rồi xong rồi sanitize hand. Bởi vậy trong đây lúc nào cũng có cũng. You gotta sanitize your hands too. Washing kills everything. No, but still, if you wash for 30 seconds. Hai tay. À, lúc nào cũng sanitize đồ này khi sạch sẽ trước khi đụng em bé đồng bà cô chú. Đụng em bé. Oh, ears pierced already? Yeah, ear pierced. Wow, that's. Hay nằm nghiêng vậy là em ngủ ngon lắm, em ngủ lại. Lấy nón ra nè, nhìn em mắc cười lắm nha. Tự nhiên lấy nón ra nhìn em mắc cười. Mắc cười gì không? Dễ thương á. Ít triệu người lớn nón cười. Đây. Lấy cái nón ra nhìn đã không? Tự nhiên ta đang ngủ đi, giờ đi lấy cái nón ra. Mắc cười không? Mắc cười. Nói chị Chay mới đi quay phim về nè. Mong mốt lớn lên đi muốn đi quay phim chị Chay không? Hả? Thôi được. Không được. Rồi ai cột tóc con đẹp dữ vậy? Mấy cô trong trường quay đó. Hả trời, mấy cấp rồi cột tóc từ sáng giờ nè. Đẹp chưa? Xíu chưa? Quá trời quá đất, ngày mai về phải không? Đâu quên rồi. Nó có biết nhà đâu nên nó nôn. Ủa tất cả đều đẹp hết sao ở dưới mang dép. Mang dài mệt quá nên phải đi đổi hên lại, đâu có trong xe có dép ba ly á. Ba ly mấy ngày nay cũng khổ lắm, nó mang dép nó đau chừng cái nó lấy dép ba ly. Nó kêu ba ly mang dép nó. Trên tổng thể dưới mang ba ly. Là bác là ngày mai là về là bác dế nhà con luôn, người cho anh Nhật chở bác về hay là ấy hay là sao?
bắt bằng này nữa bắt cái mẹ. À lâu liền. Chăm bé rồi bắt về nhà một hai bữa rồi bắt lại lên. Ồ, có lý à. Có gì phụ rồi. Dạ, ok bác. Chạy chăm cho con nâng cứng cáp một chút. Dạ. Phụ mẹ cứng cáp chút mà chị khỏe rồi. Chị em mình có đi Hàn Quốc á, là má lên chăm mấy ngày với nó. Thì đó mẹ với má là khỏe ru. Phụ má chứ có gì đâu. Khỏe ra không? Mẹ Ngọc bận quần đồ bộ, cười không mẹ Ngọc? Vậy cho khỏe. Ủa, không có mẹ không có bộ, không có bộ đồ nào mà liền hết từ ở đây dưới đây hả mẹ? Có, nhưng mà bác sĩ không có cho bận vậy không à. Bác sĩ nó bận ôi trời ơi. Ôi bác sĩ nó bận mấy bộ đồ vậy cho nóng em lắm. Em cần mấy mắt má. Ủa trời ơi, bận đồ này nó lớn mà. Vui không con? Qua bệnh hôm nay có bạn nhiều không? Nói mà nói nghe ta chứ. Chuẩn bị lớn lên này làm thế giới này là thế giới TikToker rồi. Hết Yahoo rồi, hết Facebook rồi rồi. Giờ thế giới này TikToker trở lên rồi. Trời ơi, chọc lét nữa không? Rảnh quá. Chọc lét em. Ủa rụng rúng đúng chưa rụng đúng à? Cái đó là rúng được không phải một tuần hai tuần cái rúng em á con. Cái em dung dai cả. Cái đó là cái gì vậy? Cái rúng á con. Mẹ cái đó là cái gì vậy? Cái rúng của em á. Rồi với tương lai. Ở nhà con cũng có cái rúng. Rồi ăn cơm tối hả? Mẹ cái tương lai. Lai nào đâu đưa mẹ coi coi. Thì cũng là rúng hết trơn á. Đây này ngọt. Ừ. Đường cái bệnh viện này làm nấu ăn ngon hả? Mày quen quen ở Thành Triệu đúng không? Dạ, cô Thành Triệu đây. À, mình thấy Mai coi ở trên YouTube. Dạ. Chị ở đâu? Chị Thủy. Hèn chi, bởi vậy phải nói con phải nhận diện con Ngọc Thành Triệu là đúng. Chứ thường thường lai cũng nhận diện con là Ngọc làm YouTube hết trơn á. Dạ, xã Thiên Thủy hả? Dạ, em ở xã Thiên Thủy. Ngày xưa. Nay gần chùa Bửu Tạng. Con đẻ ở bệnh viện Tân Thiên Thủy. Đó, là con đó. Em hồi xưa là học cho thành B ở Thành Triệu quen nhiều lắm. Trời đất ơi. Dạ dạ. Quá ngon. Em có phần cho người chăm ở Thành Triệu. Chăm nữa không? Có đang chăm nữa. Em nè, chứ mà nhận diện con là Ngọc Ngọc Tiên Thị, Ngọc Thành Triệu luôn. Hồi nãy mấy chị em có để ý là đang phát cơm, em để ý nó vô đây thấy giống nè con bé này. Đi bơi. Chào bác kìa con. Chào bác kìa. Chào bác. Cảm ơn chị nha chị. Dạ, cái thư không nhận Ngọc Thành Triệu có thấy gì đồng hương liền. Ông bà nó quay em bé cho mỗi ngày. Nay da dẻ thấy ok nè. Nay sạch sẽ. Nay da dẻ thấy ok hả? Săn lại rồi đó. The skin look better. Yeah. Cái gì? Mặc áo quần khoác không có che chắn nhiều á. Ngày Tết da giờ ngon hả bác ha? Tốt, tốt mọi cái hết rồi. Cái đầu cái gương ha rồi ha. Cái đầu nó tròn tỉa đàng hoàng. Là em bé ở đây là test tim mạch nè. Kết máu nè. Coi có nhiễm trùng máu không, tim mạch có rồi nè, cắt lao có nè. Khám da rồi luôn. Khám phổi rồi luôn cho nên là khi bé về đảm bảo sức khỏe đảm bảo nhé. Ở đây chán gì nha? Chưa. Chỉ có nhớ con chưa có chát. Chưa chát à? Ừ. Chị Ngân lần đầu tiên đi xa nhà lâu dữ vậy. Đi xa nhà mà có một mình á. Thường thường đi chơi thì mình đi cả gia đình ha. Mấy số hiện giờ. Giờ là mình sẽ xuống mà đi chợ, bữa đi chợ rồi đó, giờ đồ ăn cũng hết nữa. Xuống mua thêm sữa đồ này kia, sữa đây đi quên khen ngon. Sáng sáng chay cũng khen ngon nên là mình đi mua sữa. Thấy con đây mẹ, bữa giờ mẹ chưa vô chợ này, cả nhà cứ hỏi Ngọc chợ này tên gì đây nè, Nam An Market. Oh no 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 no, quay quay cái chợ này với cái chợ kia giống nhau không chú à? Hả chú, chợ có hai cái, một cái sữa này, Nam An với An Nam thì thấy bán gà quá mà sao thấy bán của đồ cũng hơi giống giống nhau nè. Đây nè, hộp sữa này nè, sữa này nè. Sữa này mà hai cha con nó thích nè, mua mấy hộp về để tủ lạnh. Mẹ, mua này cho con chay khỏe nè mẹ. Biết sao không?
toàn là đồng lòng trắng trứng không? Yeah. Lòng trắng trứng không nè. Mua về chiên only white eggs, good for JD. Mình về cũng để vô ngăn bát vậy, vậy đó, để ngăn bát vậy đó, cái muốn cái chiên chiên lên cho nó ăn cháu khỏe đời. Yeah, chị, thằng Ly lấy đi, lấy đi, bữa nay là Easter đó, cùng mẹ mua cho con đó. Mẹ ơi, mẹ lấy mấy cái trứng nữa. Trời. Happy Easter nha. Oh, Happy Easter for her. Yeah, it's Easter today. Right? Mua 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 cho nó cái này đi. Easter Sunday. Tại vì nó ăn nó thích ăn lòng trắng trứng không mà chứ. Đây, mở ra, mở ra cho mẹ cái. Đây nè nè, cầm vô cho mẹ cái. Mẹ mẹ lấy đơn chỉ cho. Mẹ sợ không có phô mai mẹ ăn nè. Đó, mẹ giờ về về bữa giờ về đây ăn salad không? Về đây ăn rau luộc. Đó, bữa dùng mẹ lo nè. Anh này nè, mua thêm chai này, bữa Vincent nó tới ăn chơi này. Product of France. Salami. Đó. Không gì, mua mua cái chai khác này, bữa nó xịt nó bỏ vô miệng nó xịt nó ăn rồi. Con ăn thử đi. Mẹ lấy một cái của ba thôi. Mà hử, very good. Ngon quá. Mình nấu cái. Ngon lấy đi, ngon thì lấy đi, ngon thì lấy đi. Trái táo đó đó. Lấy đi. Hả? Có. Hồi sao hai chợ sao người lại vậy? Giống nhau hết trơn cùng hệ thống không? Cái này là của Nam An, còn cái kia là của An Nam. Trời ơi. Là mình dịch tiếng Việt là một bên là An Nam, một bên Nam An. Không, cái này có cái này nè. Cái trong này. Where is it? À, có rau nữa hả? À, nhưng mà cùng hệ thống không biết. À, trong đây có rau tươi nữa. Ô trời ơi, có trái xoài kìa, có trái xoài đây nè. Nhật nào giờ thấy sổ Úc chưa nè, anh Nhật nè. À, 1 kg là 500 ngàn 1 kg nè. Rồi các quả lọc nè. Ôi trời ơi, mận. Trời ơi, một trái mận bự khủng, khủng lồ sai. 42.000 4 trái mận, khủng sai luôn nè. Khủng khiếp không? Cái này cái cây mắc lắm. Cái cây, wow. Yeah, bự đã không? Sai chắc sai tuyển anh Nhật. Mà bữa giờ ăn mận nhiều quá, sốt ruột quá. Ồ, cái trái này gọi là trái tầm bóp bóc vỏ. Blueberry nè. Oh, honey, you gotta eat blueberry. Yeah. Mẹ, mẹ coi trái mận nè mẹ. Oh, good cat. Oh, sầu riêng, sầu riêng. Sầu riêng, sầu riêng. Sầu riêng hiểu gì vậy trời? Sầu riêng đông lạnh, La Vinesse hả? Ooh, Belgian chocolate. I know you like Belgian chocolate. Chan kem chai. Mẹ ăn kem này mỗi. Mỗi chân nữa, kem mango. Không có nhiều vị chai ơi. Sô-cô-la, đều không có vanilla. Is it cookies and cream? Nè, không có vanilla. Oh, welcome. Please come in. Wow, nguyên một khu chợ rau nhỏ nhỏ nhỏ, xinh xinh xinh. Rất là sạch sẽ luôn. Ồ, salad nè. Ngoại. Hộp salad nè, ngoại ngon ghê không ngoại? 60 ngàn hộp. Tầm 3 đồng ha, thì cũng bằng giá ở Mỹ hả ngoại ha? Bằng ở Mỹ. Đây đây Trang đi chợ Mỹ đúng rồi đó. Lạnh đi đi ra. Chanh dây. Ai muốn thử cảm giác lâu lâu mà muốn chui vô tủ lạnh sao á? Đây là cảm giác chui vô tủ lạnh nè. Đổ ngoài đó đó đó, cái chỗ cải đó mình nó ngon đó. Còn những cái thịt nguội, thịt đông. We should get some bananas. Yeah, get some banana. Wow, cam sành cổ thụ Bến Tre. Cá, cá Bến Tre này cả nhà ơi. Cam cổ thụ luôn. 1 ký 60 ngàn. Which banana is better? Well, I don't know what the 360G is. Chuối ba nhánh. Mua cái Tabasco cho anh Bảo thử nè. Mà trong này cái gì cũng có mẹ ha. Sao? Mệt quá không đi nổi nữa rồi hả? Trời đất ơi. Ranch nè, có ranch rồi nè. Sốt mè rồi nè. Mẹ, con chỉ cho mẹ nè. Ba tê ở Pháp á mẹ. Quá trời luôn. Vậy hả? Ba tê Pháp quá trời luôn.
bởi con nó mà có đi Pháp đồ này kia nọ khỏi mua pate nữa. Trời ơi nó nặng, chợ này mua nhiều lắm. They had what we needed. Ooh, look at that. German beer. German beer. Nhà có thịt bò nhìn ngon ghê không? Chạy ra đó hồng. Rip eyes. Oh, mấy mi thương mua mì xíu thương ngoài. Set ba cái. Mì mini. Hấp dẫn nè, bánh flan của Nhật hả? Này lạ nè. Nào giờ Ngọc chưa được ăn bánh flan của Nhật. Premium Japanese cream flan. Wow. Bánh flan của Nhật. Ăn thử rồi. Đó nay là mẹ Easter nên là mua cho chay mấy cái bánh Easter này nè. Mua cho hai anh không? Có luôn, mua đu đầy đủ rồi, không thiếu. Wow, mua thêm hai chai sữa tươi. Mua thêm sữa tươi đi công đường. Sữa chua chứ lộn, nó bậy không, sữa chua nó sữa tươi. Xem nè, ho nè mẹ nè, ho ngắm này nè. Chợ này nó nhỏ hơn chợ kia. Cái chợ đó có chung chi nhánh không em? An Nam với Nam An gì đó, không chung chi nhánh đâu à. Hàng chi. Nhưng mà thấy được mùi hơi giống giống nhau nha. Em là chuyên về gì? Thực phẩm tươi hả? Ừ. Trời ơi, dây thun cũng cột đây bán đây nè. Vô hộp thấy thương không? Rất là dễ thương. Bữa này chắc ok, hồi nó không có bị đứt. Phải không? Ừ. Thì number one selling luôn hay gì nè? Ừ. Korean. Ồ. Chứ cái gì? Bị đứt với cầu. Dây thun này là của Hàn Quốc nhập qua hả? Elastic. Rồi ok, tính tiền giùm chị. Cái này á là một cái thức uống rất là Mỹ luôn. Ở đây bữa nay bán chai này nhiêu tiền vậy? Này nhiêu? Thôi khỏi tinh thần giờ khỏi thử chai đó nhiêu tiền chơi. Trời ơi, làm nhìn tự nhiên nhìn chai đó cái nhớ nhà ghê luôn á. Rất là nhớ nhà luôn. Ở bên Mỹ một cái chai đó chỉ có bự hơn chai đó luôn, chỉ có một đồng thôi. 48.900. Rồi cái này thì mình nhập về đây tiền này tiền kia nọ, ta bán 50 cũng 50.000 này cũng ok, nó giá không có đắt lắm. Nhưng mà rất là phải chăng luôn á. Ở bên Mỹ á là thí dụ như cái size nó bự gấp đôi size này nè là nó $1 á. Về tới đây, để tới đây 50.000 là giá là ok á. Rồi con cảm ơn chú. Quá trời, ông nội mẫu mực rồi, nhà chỉ cho cháu học tập ông bà cô chú ơi. Ê. Trời đất ơi, sách vở rồi đấy là đứa thì viết này, đứa hai bên kèm kèm cặp hai đứa. Sao? Bà ngoại thì nội ở trong bệnh viện, ông nội ở nhà. Đứa thì làm toán, còn đứa thì... Đứa làm toán, đứa thì viết chữ. Hai cha con mình là từ sáng giờ mới gặp mặt nhau á. Thế sao? Cũng... Đi từ sáng giờ ba cũng đi xuống dưới Đồng Nai. Ủa, xuống Đồng Nai chứ dưới? Đi xuống Biên Hòa đó, đi xuống trồng cây với anh Bảo. Ngoại, coi ra ngoại kẹp đất hai bên hai đứa ngoại. Sao? Đứa học toán, đứa viết chữ về đây, viết chữ cây xăng. Để tâm, cây xăng. Cây xăng. Xăng, xăng. Cây xăng hay cây xăng? Xăng. Mẹ Ngọc có mua bánh cho tụi con á. Viết đi, viết xong đi mẹ Ngọc cho bánh. Em chay đi từ sáng giờ hai anh em mới gặp nhau luôn á. Đây nè, gì đó, cái gì đó ông nội? Hả? Đề bài gì gì đây? Đề bài đây nè. A nè, 2 mét. Ai nói nghe nè ông ngoại, sao mà để đề bài mà sao mà để công viên hoạt hình coi là sao? Trời ơi. Hai anh em tháng giữa nhà buồn không con? Buồn hả? Ly nội ông biết này. Viết lẹ. Ngồi lên đây đi, ngồi lên đây. Nghiệp quá, tại không có mẹ nhà mình nữa đâu. A nè, 2 mét nè. Bằng 20 cm, đúng là sai nè. Đúng là sai. Sai. 2 mét làm sao bằng 20 cm được. Đúng không? 6 mét bằng 60 dm, đúng không? Cái này là đúng nè, còn cái này sao? Ủa, bà để cho nó tự suy nghĩ chứ, bà nói chị bà. Cái này là đúng nè, bà để cho nó tự suy nghĩ chứ. Đề si, á đúng hả? Của Thanh nào? Của Thanh Minh Mỹ. Ủa, Thanh Mỹ sao?
Ủa tặng hoa hả mẹ? Cô Thanh ở Mỹ chúc mừng cháu Bảo với cháu Ngân. Trời ơi, tội nghiệp vậy. Phải cô Thanh mình không? Cô Thanh chắc thì chắc cô Thanh mình ấy, chứ ai đó nè. Đất trời. Chị Thanh nhiều nha. Hôm nay là em gọi chị Thanh hai cuộc điện thoại rồi đó, mà sao em gọi không có được thì chị Thanh ơi. Trời ơi. Đã phát nhanh Bảo cũng hạnh phúc dữ rồi nha. Rồi ok, cho ông bà cô chú coi thử hôm nay mình mua trà ngoại, mua này về ngoan xà lách thì gì ngoại. I put the stuff that had to be in the refrigerator right in the refrigerator. Yeah. Mua sữa chua nè ông bà cô chú nè. Thật no meat only one or like make put them all in the freezer. Put them all in the freezer. Bỏ vô đá. Ừ. Cái này là có hai cái chai này giống nhau nên là phải bỏ cái chai này xa chút để cho mấy đứa nó cho nó chọn size á. Where's another whipped cream? We gotta put our whipped cream like all the way on the top. I think it was on the bottom and it's gone now. But they ate it all. Kể nó con, mình mua cho mấy anh ăn cũng được, mận nè. Hả, bịch chip này là chay rất rất là thích cái bịch chip này luôn, mà ở đây có luôn nè. Con ăn táo ha. Ừ, mẹ rửa xong mẹ. Ừ, ăn nó luôn. Táo này rất là ngon nè, ăn táo nha. Này nè, mua mấy cái mua cái Tabasco cho anh Bảo thử nè. Đi Quynh mua cái này cho em bé nè. Ôi dạ, em bé, I got the first, em bé. Này cho em bé nè. Ủa ai tự nhiên mua này chi mẹ? Mình viên ta cho hả? À, cái này là mỗi bữa cơm đó con. À, mỗi bữa cơm mình viên ta cho. Ôi ôi, nguyên cái box nè hả? Happy Easter ông bà cô chú ở Mỹ nha. Ở Việt Nam nữa. Ai mà mình celebrate Easter á. Happy Easter cả nhà mình. Bánh lăng nè. Nè, thử cái bánh lăng này coi sao. Mua 3 trái chuối. Mận. Ăn sao bữa đi ăn một miếng. Ờ ăn đi. Ăn thử cái mận này cả nhà. Chắc ngọt dữ lắm đây. So this is the one of the things I got. Mm. Cost $20. Mua đồ tập bụng. Điều Quynh á. Ngọt. À, tập bụng á. Ăn thử bánh lăng này. Cả nhà, bánh lăng ta làm ở chung thấy thương không? Giống như sữa chua của mình vậy. Ăn hết đi con, ăn hết táo ngon ha. Đây là cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh lăng. Wow. Cái mùi trứng của nó thơm lắm. Nó thơm mà nó béo dữ lắm. Ngon á. Quá béo luôn. Quá béo luôn cả nhà. Ngon. Ông ngoại chắc cũng làm thầy giáo được ngoại nha. How big is this to believe? Gì con? Look how big for the eater. Ủa ba ly ăn hả? Rồi để mày gọt cho ba ly trái. Ba ly ăn đi, để mày gọt cho ba ly. À ba ly thấy ngon quá, ba ly ăn hả? Để mày gọt cho ba ly trái nữa. Trời gì biết, giờ nãy mua hai ống chứ mua chi con ống quên nữa. Nó làm vậy đó, vậy chứ nó không ăn phải không? Ông bà cô chú, không ăn hết đi. Ông bà cô chú coi. Coi ông nội nè, dạy bằng cả tấm lòng luôn. Từ Tùng nè, từ nhà Tùng nè, đi ra nè.
Tùng đi ra 300 mấy phải không? Tùng đi tới đâu? 300 mấy. Tùng quẹo vô quán phở này, này trong hẻm nè. Cái này là sai rồi, cái này Tùng nói quãng sai. Đường từ nhà mình đến nhà Hưng dài 1 km, theo em Tùng nói đúng hay không? À. Ủa vậy thì bắt đầu từ nhà mình với nhà Hưng, nhãn Hưng đâu? Nhãn Hưng đâu? Rồi nhãn Hưng đây thì Tùng nói á, thì á quãng đường từ nhà mình đến nhà Hưng là 1 km, thì mình coi điếm có phải đúng 1 km đâu, mình lấy 300 cộng 100 cộng 100 cộng 200 cộng 300 cộng 600 ha không? Thì con nói con nói đúng không? Đúng rồi nè, 3 cộng 1 cộng 6 là bằng 1 km, đúng rồi. Đúng không? Đó. Đúng. Rồi ông bà cô chú ơi, cái video clip tới đây Ngọc sẽ xin kết thúc một cái ngày quá trời dài. Chủ cả gia đình Ngọc sinh hoạt với nhau là vậy đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình lúc nào cũng yêu thương trông chờ cái video clip của gia đình mình mỗi ngày luôn. Chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ. Nói chung là Ngọc làm video thì Ngọc cố gắng lơ bây giờ là cúp máy là mình làm ra edit video để đăng lên cho cả nhà mình coi cho kịp buổi tối nha. Chúc cả nhà mình có một giấc ngủ thật là ngon, mơ một cái giấc mơ thật là đẹp, và ngày mai sẽ là một ngày rất rất là may mắn. Bye bye. Vui vẻ đến với cả nhà của mình. Chào tạm biệt cả nhà của mình nha. Bye bye. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.